Cá này nguyện hồi hướng công đức thả cá phúc sanh này do gia đình Mạnh Thường Quân, chị Mạnh Thường Quân ẩn danh. Nguyện hồi hướng cho gia đình chị luôn được mạnh khỏe, luôn được an lành, gia đình làm ăn luôn phát đạt. Và hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà trong gia đình của chị nhiều đời nhiều kiếp đã vô tình hay cố ý sát hại. Nguyện thả cá này để hóa giải tất cả những nghiệp lực mà trong gia đình đã gây tạo. Và nguyện Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Di Đà Phật. Thầy Tú xin chào quý ông bà cô bác toàn thể anh em. Kính thưa quý vị, tiếp tục chương trình đi thả cá phóng sanh. Ngày hôm nay là ngày 30 tháng 7 ha. Thì bữa nay thầy Tú đi mua cái rô non người ta đặt xài ghi à. Tú mua thả cho người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh. Giờ đây mời chúng ta coi chương trình thả cá. Nam mô Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, đây là cá rô ha. Rô trong sọt này. Đem xuống sông làm xả ha. Đây là cái sông này để thả cá. Mùa này là mùa nước lên này cho nên là cái lượng nước này cũng bao la lắm. Rồi sư huynh này không lôi xuống tới mình thả luôn ha. Này là căng gòi phải không sư huynh? Rồi căng gòi mở miệng ra đi em thả. Rồi Nam mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì thầy Tú thả cá này nguyện hồi hướng công đức thả cá phúc sanh này do gia đình Mạnh Thường Quân, chị Mạnh Thường Quân ẩn danh. Nguyện hồi hướng cho gia đình chị luôn được mạnh khỏe, luôn được an lành, gia đình làm ăn luôn phát đạt. Và hồi hướng cho những quan gia trái chủ mà trong gia đình của chị nhiều đời nhiều kiếp đã vô tình hay cố ý sát hại. Nguyện thả cá này để hóa giải tất cả những nghiệp lực mà trong gia đình đã gây tạo. Và nguyện hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong pháp giới, trong ba cõi sáu đường, trong 10 phương pháp giới nương theo công đức phóng sanh này đều được an lành, đều được hướng về Phật pháp để tu tập. À, anh chúc giùm em ơi, nó dính cái đít này. Dạ. Hồi hướng cho tất cả chúng sanh trong 10 phương pháp giới. Dạ. Nương theo công đức phúc sanh này, dù bất kế cứ ở nơi cảnh giới nào cũng được tăng trưởng công đức và phước báo. Và nguyện khi chúng sanh này trở về với thế giới tự do, được mạnh lành, được an ổn. Và sau khi bỏ thân xuất sanh, sanh lên làm người, quy y Phật, quy y pháp, quy y tăng, quy y Phật thì không đọa vào địa ngục, quy y pháp thì không đọa vào ngã quỷ, quy y tăng thì không đọa vào xuất sanh. Nguyện tất cả chúng sanh này đồng thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Rồi chị đổ cái giùm em luôn đi. Là cá này hết luôn đó ha, là 1 triệu đó ha. 1 triệu, 3 triệu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Thả này luôn nha. Rồi thả đi chị. Rồi. Hết sức rồi thả này. Áp ở bất cái gô nào không lại xà bá nữa. Nam mô Đà Phật. Ô tung tăng bơi lội đi. Ý dạ. Quá đã rồi. Ô. Rồi. Này nước cái nôi được rộng lớn rồi, xuống đây là bơi lội tung tăng rồi. Quá im. Còn trong đó mới cá nó phải nơi thả luôn hết. Rồi xong. 2-3 sọt, 1 sọt đỏ nhỏ và 2 sọt bự ha. Rồi. Nam mô Đà Phật. Kính thưa quý vị, thì chương trình thả cá này đã xong rồi. Thì thả 1 triệu tiền cá đó cho người chị Mạnh Thường Quân ẩn danh, hồi hướng với gia đình chị. Thì chương trình thả cá đến đây đã xong rồi. Cảm ơn mọi người đã coi chương trình. Thì tôi xin kính chào, hẹn gặp lại. Nam mô Đà Phật.